Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một bộ sập thờ gia tiên. Bộ sập thờ này được làm từ 100% chất liệu gỗ gụ Lào. Và trong video này chúng tôi cũng báo luôn kích thước của bộ sập thờ, đó là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m27. Đây là chúng tôi làm theo thước số đẹp phong thủy lỗ ban, và đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng tới từ cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Anh đã đặt chúng tôi cách đây từ rất lâu, hôm nay xong mộc chúng tôi quay lại video clip một lượt phần mộc giới thiệu tới gia đình anh cũng như là khách hàng trên toàn quốc. Các bạn đang chiêm ngưỡng đây là phần dạ tiền, chúng tôi chạm ngũ phúc kim tiền, tức là năm chú rơi ngậm đồng tiền. Toàn bộ phần dạ chúng tôi làm dày 5 phân, hàng liền khối, chưa kể phần chắp ghép nổi bên trên. Và bên trên tầng cổ chúng tôi chạm bầu rượu túi thơ. Và hai tầng cổ bên trên sát với phần mặt chúng tôi chạm đồng tiền và hoa mai. Ở giữa chúng tôi chạm vào một bức cuốn thư ba chữ Đức Lưu Quang. Mẫu này cũng là mẫu đẹp nhất mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành vừa mới ra. Đây có thể nói là mẫu độc quyền của chúng tôi, chưa cơ sở nào làm. Gia đình anh đã tin tưởng và đặt hàng online. Đồ Gỗ Hiền Lành cảm ơn tất cả quý khách hàng đang theo dõi video clip này. 8.000 người đăng ký đam mê yêu đồ gỗ trên YouTube đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Để không phụ lòng mong mỏi thì chúng tôi liên tục đáp ứng ra ngoài thị trường các cái mẫu mã sản phẩm hàng cao cấp, hàng chất lượng, hàng dày dặn và đục kỹ tỉ mỉ, kênh bong sắc nét. Khuôn tranh là chúng tôi làm dày 5 phân. Chân là chân 12. Kích thước là sập thờ dài 2m17. Và phần mặt này ván chúng tôi làm dày 2 phân và ghép chúng tôi ghép đôi. Nếu như làm mặt liền thì giá thành nó sẽ cao hơn. Quý khách hãy xem kỹ các cái đường nét của chúng tôi làm nên. Sập thờ hai tầng cổ giật cấp trông rất là đẹp và bắt mắt. Và đây cũng là mẫu mã mới nhất mà chúng tôi đưa ra thị trường. Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho quý khách. Chúng tôi đang làm rất nhiều các cái đơn đặt hàng đồ thờ cúng, sập thờ, hoành phi câu đối, cuốn thư. Quý khách có thể vào trang chủ để xem thêm. Hàng nghìn sản phẩm, hàng vạn sản phẩm tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Trong video clip sau thì tôi sẽ giới thiệu các cái bộ bàn ghế gỗ mun hoa, chọn vân da báo rất là đẹp, có giá trị tiền tỷ trên thị trường. Và cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì cũng không phải là mang hàng đi hội chợ. Chúng tôi chỉ bán tại địa chỉ làng nghề cũng rất là mải rồi. Và trên YouTube này cũng là một cái thị trường đồ gỗ online. Quý khách có thể xem kỹ và sau đó sẽ đặt hàng, gửi mẫu về Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ báo giá theo cái mẫu mã mà quý khách đã ưng. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và quý khách không bỏ lỡ một cái video nào, quý khách hãy nhấn vào nút chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất. Chúng tôi chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái video phần mộc hoàn thiện cũng như quy trình các công đoạn thiếp vàng, sơn PU, vernis để cho quý khách dễ hình dung. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.